chúa quay nhờ lái máy bay để đưa Happy với mẹ Hạnh đi du lịch nhá. Anh Quân. Cháu chào cô ạ. Đứa bé này đâu ra đây? Cháu là con mẹ Hạnh ạ. Em thì ngồi đợi anh sang làm việc, còn anh ở đây chơi à? Anh quên mất. Đây là công ty chứ có phải nhà trẻ đâu. Chú Quân ơi, có phải mẹ cháu nhìn nhầm không ạ? Kia, có phải là bà sếp hung dữ xấu tính của mẹ cháu không ạ? Không phải đâu Happy à, chỉ là hiểu lầm thôi. Happy giúp chú Quân nhặt hết mấy chiếc máy bay này nhé. Chú Quân phải đi làm việc rồi. Vâng ạ. Chào chào chú. Chị, sao chị cứ bình chân như vậy thế? Em cứ nghĩ chị với anh Quân sớm muộn gì cũng về chung một nhà, nhưng cứ nhìn thấy cái ảnh đấy em lại thấy lo cho chị. À, chị không được chủ quan, nghĩ là cơm không ăn gạo còn đấy đâu nhá. Giờ mà không hành động, có đứa giật bát cơm của mình ngay. Thời buổi này, đồ tốt hay người tốt đều phải giành giật mới có được. Chị cũng muốn xem bản lĩnh của con bé thế nào. Bản lĩnh của nó không thường tí nào đâu. Em nghe nói ở phòng ấy thì Dũng là người che chở, Minh là người hướng dẫn, đến ngay cả thằng Long, vợ hay ghen như thế mà cũng thích cái Hạnh ra mặt. À, có một cậu thanh niên trông cũng đẹp trai lắm, đến tận đây để tặng hoa, cộng thêm cả anh Quân nữa. Chị không thấy là em Hạnh này à ơi gần hết cái công ty này rồi à? Hôm trước em thấy Hạnh nó còn mang cả con đến đây nữa. Anh Quân thân thiết với con bé lắm, còn dắt nhau đi ăn đấy. Bình thường anh Quân lúc nào cũng cứng nhắc với mọi người, thế mà dịu dàng với con bé cứ như là bố chăm con ấy. Chị không được lơ là đâu, cả mẹ lẫn con phối hợp chăn dắt thì anh Quân nhà mình chạy đi đâu được. Kể ra cũng không phải dạng vừa nhỉ. Lúc nào tiện em mang hồ sơ của Hạnh cho chị xem nhé. Mẹ ơi, hôm nay con đang chơi với chú đẹp thì có cô xấu hiện ra. Ôi thế á? Thế cô xấu nào? Cô xấu tính, cô ấy không thích con, còn bảo với chú Quân là công ty có phải là nhà trẻ đâu. À, thế con có lễ phép không? Con... Nào, dù gặp người con không thích thì con vẫn phải lễ phép chứ, con nhớ chưa? Vâng. Nhưng mẹ ơi, như thế có phải là giả dối không ạ? Như thế người ta gọi là phép lịch sự, con phải ghi nhớ điều này đấy. Vâng ạ. Em thấy ngon quá. Em chào chị, chị gọi em ạ. Ngồi đi em. Dạ vâng. Hạnh này, ngay từ đầu công ty cũng biết hoàn cảnh mẹ đơn thân của em, thậm chí tạo điều kiện cho em trong vấn đề giờ giấc. Tuy nhiên, mọi việc nên nằm trong giới hạn của nó. Chị có nghe ý kiến về việc có trẻ con đến công ty tầm chiều? Dù thế nào, trong môi trường làm việc, một đứa trẻ xuất hiện cũng sẽ gây sự xáo trộn và chú ý. Mà công ty rõ ràng không phải là nhà trẻ. Thế nên, em tự thu xếp vấn đề con cái nhé. Dạ vâng, em sẽ chú ý hơn. Em xin lỗi chị, để em về sắp xếp ạ. Em chào chị. Hôm nay ở công ty nhiều việc hay sao? Mày không nói nó Happy? Ừ, cũng hơi nhiều việc. Tao thấy bình thường ấy, mày vẫn cho Happy đi công ty mà. Tao thấy đưa Happy lên công ty nhiều cũng không hay, làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Vậy cũng không nên. Hay là ở công ty mày không mắc với ai? Rồi, hiểu rồi. Chắc do mẹ mày anh đó, ga tô mày đấy. Ta nghèo rất mồm tơi, có cái gì để mà ga tô. Nhưng mà mày trẻ, mày xinh, mấy cái thứ đó có dở nứt đố đổ vách dạo không mua được đâu. Nói chung á, tao gặp bà ấy mấy lần rồi,
Nhìn một cái đã bị được ngay mà. Như nào? Thì cũng giỏi giang, nhưng mà bị tự tin thái quá. Bà thì ông Quân lâu rồi, cũng chăn rát suốt đấy. Ê, có khi nào bà thấy mày đối tượng nguy hiểm nên là ghét mày không? Cái gì? Mày nghĩ là chị mày ghét tao vì anh Quân thích tao á? Ừ. Mày điên à? Vô lý. Nghĩ thế, tao mà là ông Quân ấy, tao cũng thích mày. Tội gì thích bà xã khó tính khó ưa, lúc nào chỉ đạo người khác thế. Thôi đi, đừng qua suy diễn nữa. Ông Quân ông ghét tao ấy, thiếu nước đào đất đổ đi thôi. Với người đàn ông khó tính, khó ưa, bảo thủ như thế, có khi ghét là biểu hiện đầu tiên của thích đấy. Ê, mày đừng có gắn ghét nữa đi, tao nổi hết cả da gà rồi đây này.